cả nhà. Tôm hùm nè. Hôm nay Huyền lên Huyền sẽ thu hoạch mấy trái bầu của Huyền các bạn. Đây nè, cho các bạn coi mấy trái bí trước nha. Ở đây Huyền có 3 trái bí ha. Hôm bữa 4 trái mà rụng hết một trái rồi. Nè. Bí này Huyền nghe nói càng để già càng ngon nha các bạn. Trời ơi, trái nhỏ gì mình nhưng mà nó nặng đó nha. Huyền nghĩ cũng khoảng 3 kg trở lên á. Như đây hai trái này nè. Đó. Đây nè. Nó đi lên nè. Có bạn nào ghiền bên la thì quay bên la cho các bạn xem đây. Nè, chào đi. Đi theo vậy đó. Hôm nay Huyền thu hoạch mấy cái bầu nó lớn quá rồi. Giờ mình vô mình lấy cái thao. Đây nè. Hôm nay nắng êm hết các bạn ha. Quá êm luôn á. Không có một ngọn gió luôn. Mùa thu mà đẹp hơn mùa hè nữa. Đây. Bầu ở đây thì bầu sao nhưng mà cái dạng trái nó tròn đó các bạn đây nè. Nó có nhiều loại lắm nha. Huyền thấy có trái dài ha, rồi có trái cái kiểu giống như của Huyền á là cũng vừa vừa chứ không có dài ha. Còn ở đây là mấy cái trái tròn nè. Nhanh lớn kinh khủng các bạn nè. Đó. Thì Huyền hết hết giống hạt bầu này rồi, bây giờ Huyền đang chuẩn bị kiếm đặt mua các bạn. Huyền mua của cái bạn đó ở bên 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 Đức gửi qua ha. Thì bán hình như một bọc gì đó là mấy euro các bạn, 2-3 euro vậy à. Bây giờ tới đợt mướp của Huyền, nó ra trái con quá trời luôn, các bạn thấy không? Mướp đây nè, đây nè. Đó mà sao Huyền không có thấy cái bông đực để mà thụ phấn các bạn. Bây giờ Huyền tìm nữa nha. Ra nhiều lắm trái con luôn á, bầu nè. Ồ, paprika cũng chín luôn rồi nè. Đó, đây thêm hai trái nữa nè. Bạn thấy, hôm bữa hai trái này nhỏ mà sao bây giờ nó lớn hơn hai trái kia luôn rồi. Mr. Hùng lên nè. Thấy Huyền ra thăm vườn cũng lết lết theo các bạn. Ồ, cái trái này hổng rày Huyền đụng nó héo che nó rồi. À đây nè, trái mướp của Huyền nè ha. Bây giờ tổng cộng Huyền thấy có khoảng mười mấy trái nhỏ 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 gì nè các bạn. Đó. Mướp nè. Cái gì anh? Mấy trái đào nè. À. Cứng lắm nè. Dạ. Ủa sao cây bông nó lên nhấp kìa. Ừ, nó ra được hai chỗ anh nói đó, anh quay đi em hái cái bông này em thụ phấn cho mấy trái mướp. Wow, cái bông hồng nó ra được hai nè. Quá trời bông ha. Wow, múc bây giờ nó ra quá trời nè em. Dạ, em thấy sơ sơ không mà hơn chục trái nha. Vậy hả? Cả kiến nó bù nha. À, kiến nó cũng thụ phấn của mình đó. Vậy hả? Dạ. Ngộ ha, bông bầu thì không có nhưng mà mình thấy mướp nó bu lắm. Bu lúc mà cái cây còn nhỏ. Ừ. Cái cây còn nhỏ là em đã thấy nó bu vô đọt rồi. Em mới sợ nó chết đó. Ui, trời nó bự này. Mới đây là có người đặt. Đặt mấy trái rồi các bạn. Ừ. Mà đặt để trái già thiệt già. Cho nó già thiệt già, người ta hầm với thuốc á. Ừ, để có để em cắt cái này. Chắc dục hả? Uống vậy? Nó héo rồi anh ạ. Ok. Dạ, để nó héo rồi, nó hư. Ồ, hầm với thuốc. Không, không. Hồi nào giờ mới nghe nói á. Ừ. Nghe người này người kia xuống bán quá, em đăng đạo rồi mình bán mượn. Múc nè, ăn ngon. Công nhận phái cho múc. Ừ. Ăn quá bà đã luôn. Đã ừ. Múc anh thấy ngon hơn bầu. Dạ. Anh thích nha. Thơm hơn thích đó. Thích múc ăn nó ngon hơn. Ừ. Xum xuê. Ừ. Năm nay trời tốt quá nè. Ồ, mùa này mà vẫn còn ấm áp các bạn, đã lắm. À, có nhiều bạn hỏi hỏi Huyền trồng bầu sao á. Ừ. Thì ở dưới này này ha, mỗi lần Huyền ăn vỏ tôm hay là đầu cá thì Huyền chôn sâu xuống các bạn. Ừ. Đào xa cái gốc ra. Chôn thiệt là sâu xuống, xong rồi các Huyền tỉa mấy cái lá này Huyền đắp lên nè. Cho nó ẩm á. Ờ, nó các bạn chôn sâu thì nó không có hôi ha. Ừ.
mà mèo của Huyền nó cũng không có phá, nó cũng không có bươi lên. Nơi bây là nó ít, nó không phá. Đây nè, cá trái nữa nè. À đây, đây hai trái nè, anh thấy không? Nè. Này các bạn thấy không? Hai ba trái con về trái trên này cũng mịn nữa nè. Nó còn nhỏ, nó cầm nè, giống như con ốc. Có vườn rau ăn hồi không hết nha các bạn. Wow, hai cái trái này khô luôn. Ba trái luôn, trái nhỏ cho anh thấy không? Trái xác ở đây mà anh tìm anh kiếm kìa. Ồ, như vậy là ăn hoài luôn, ăn múc hoài luôn, đã quá, đã luôn. Nè, anh thấy không? Đây trái đó nè. Nhưng mà trái trên này, trái trên này thì nó hư rồi, em tỉa luôn. Trái trên này nó đụng á, nó đụng trên nóc nè. Hôm bữa em lôi xuống không kịp á. Đụng trên nóc nóng á. Ồ, như vậy tổng cộng cũng có nhiều quá. 6-7 trái nè. Trái này nhìn nó cũng hư luôn rồi nè. Trái bầu như múc vậy nè. Bầu nè ha. Dạ. Nó hư thì chắc cỏ cho cái dành thôi. Đó. Trên nó đen này. Cứ thảy ở dưới đây cho nó lại. Ồ, các bạn coi nè. Chà. Ý, ớt chuông. Ớt chuông nè các bạn. Lớn quá trời lớn rồi nè ha. Đâu, cái này. Hái cũng được rồi nè. Thấy không? Đây nè. Đó, trước mặt á. Đó, mới cầm vô đó. Đó. Đã cắt bỏ. Trời, cái trái này hôm bữa em thấy nhỏ xíu, xong nay nó bự hơn mấy trái kia vậy. Ừ. Bự ghê luôn rồi. Sao lớn dữ anh? Mới bụng qua đi với mấy đâu. Lớn còn hơn trong bóng thổi vậy trời. Hôm nay em thu mấy cái bầu bớt. Trời ơi, cà nè. Ê, cái nói cà hoài, ớt chuông nè. Con trái rớt nằm ở đây luôn. Chắc mấy trái đó hết chứ. Cái trái nào đâu? Hai trái trong đó. Ủa, ăn gì hết? Thì em phơi. À, phơi. Với lại em nói là ngày mai có người lại lấy hai trái rồi. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Giống như cắt dừa rồi đó ha. Ồ, em cắt sẵn luôn, em sợ để ngày mai nó già. Đúng rồi. Cắt xuống cho nó đỡ. Nhiều người nói đó, sao mình không hái bán hay là đăng bán để mà giống như là lấy lại tiền đất với lại tiền hạt á. Thì nghe mình thấy cũng có lý á, đăng đại. Tự nhiên mình ăn không hết, để nó uổng, nó hư uổng. Dạ. Thấy bán cũng không có bao nhiêu. Vừa bán vừa cho luôn. Tự nhiên thấy vui các bạn. Vừa bán vừa cho luôn cũng được. Chứ mình ăn đâu có hết đâu, để nó già cũng uổng à. Nhưng mà có nhiều bạn nó cứ để tủ đá rồi cứ lấy nấu nước sôi xong rồi cứ lấy đá bỏ vô luôn á. Là ăn không biết là bầu tươi hay bầu đông đá đâu nha. Hay ha, cái đó là cái kỹ thuật á. Mỗi lần cắt cái bầu phái lắm. Cắt cục. Ôi trời. Cái này xem giật xuống luôn. Mày bữa coi Alex nó ôm. Dạ. Cái bầu này cũng 4kg không? 3kg á, 3kg mấy á. Không biết, mình thấy nó to quá. Cắt hai trái trong đây luôn á. Ủa, nó có lông lông nè các bạn ha. Nó còn non á. Lông nè. Còn non á. Cắt luôn đi, người ta tới tới lấy mà hả? Yes. Cắt luôn đi để khỏi nó khỏi lựa vậy. Bán gì đó. Cắt được không? Được. Cái dây nó đó hả? Dạ. Ủa, cắt dây rúng nè. Cắt rúng này nha các bạn. Cắt rúng đây. Cắt rúng đó. Bự thiệt. Trong chỗ trái này bự hơn rồi nãy nữa. My God. Trời ơi, ẩm thì ẩm em bé vậy các bạn. Cưng chưa, cưng chưa. Quá đã. Đó, mỗi lần đi thu hoạch thấy đã không các bạn? Vui lắm. Đã vui luôn. Mình trồng cực kha nhưng mà thu hoạch đã lắm các bạn. Đó, ý anh nó không có bự hơn đâu, nó mập hơn thôi. Coi thu hoạch cái này luôn không? Tiếp tục ha. Cắt luôn cho rồi đi chứ. Còn nhỏ mà phải không? Hay là mai cắt tiếp? Mai cắt công cho nó nặng. Mai cho nó bự thêm nữa. Thôi, nó già đó. Già là không già đâu. Nấy này còn non mà, còn được mà.
Mai nó nặng thêm ký nữa, lời thêm ký nữa đó. Thiệt. Ok, vậy mai thì mai. Cứ ngày nó lên ký, ngày lên ký. Thì ví dụ như hai trái đây. Trái này là để dành cho okay, cái con hái nó dành rồi. Trái này luôn đi. Nãy trái này chưa. Nếu cái nằm mà được. Nhưng mà anh nghĩ trái nằm để ngày mai nó lên ký nữa hả cắt. Vậy ha, vậy hôm nay cắt nhiêu thôi ha. Lời thêm vài chục đồng nữa. Có gì ngày mai quay tiếp hả? Có gì lời thêm vài chục đồng nữa cũng được vậy. Tính quá. Phái cái ớt này nè, ăn quá đã luôn. Ủa cái trái này anh thấy nó cũng hơi ấy rồi nè. Đây nè. Hơi đỏ. Bị hư rồi. À, bị hư nên cắt luôn. Cắt rúng luôn đi. Ê, coi chừng cái bông. Wow, ớt cây nhất thế giới này các bạn ơi. Ghê quá. Thấy là sợ luôn á. Nhưng không ớt, ớt, ớt sao cái này. Này các bạn thấy không? Ớt này nè. Đó, cây kinh khủng luôn nha. Nó cây vậy thôi luôn á. Cây chết người đó. Ồ, mới cắt đây mà lớn nữa rồi nè. Thì anh coi con Bella kìa. Con nhớt nè. Trời ơi, coi kìa. Hãy Bella. Bella. Nó chỉ kìa. Hãy. Chào cô chú đi. Hãy. Hãy hay. Chị phải ra nắng chị nằm vậy đó. Chị lăn vậy đó. Ừ, mình lăn cho mình mẩy vô hầy luôn đi trời. Giống cái thảm quá. Tốt quá, mấy cái này mà tốt thiệt rồi. Tụi mình nhanh, ăn hồi thôi à. Chuẩn bị ăn nữa rồi nè. Để em cắt mấy cái barbecue. Giờ chuẩn bị hai ớt. Ớt chuông. Ớt chuông. Thu hoạch ớt chuông. Ôi, dồn lụm nữa hả? Dạ. Trời ơi, lần đầu trồng ớt chuông các bạn đã gì đâu á. Cắt đi. Đồ đâu có thua bán trong tiệm anh. Đúng rồi. Này, trái này bự quá trời bự nè, trên nè. Ồ, nhưng mà em đợi nó chín hả? Đợi nó chín nữa hả? Nè, nè, nè. Đâu? Wow. Nè. Ôi, cái mấy trái này nó bự. Nè, trái đây mới bự chứ. À, dạ. Trái trong đây nè. Cái màu gì vậy? Màu xanh. Màu xanh nó kêu hái. Nhưng mà ớt này nó màu xanh mà. Xanh đỏ gì cũng được, ăn cũng được. Nên đây là đỏ rồi đó ha. Rồi dạ. Ok, cắt đi. Trời ơi, nó bị kẹt ở trong đây luôn. Nè, thật ra hái vài bữa nó cũng chín nè. Ăn hái sống, luôn cũng ăn sống cũng ngon lắm. Dạ. Alex nó biết ăn sống mấy trái này nè các bạn. Ngọt chứ không phải dạ. Không phải đắng hay là cay gì hết đó ha. Có nhiều người ăn không quen thì người ta sẽ nói cái mùi nó hôi quá. Anh thấy ngon mà. Đó, nó kiểu mà nó hăng hăng á. Dạ. Còn mấy cái đó để dành đi. Trồng rồi nè các bạn. Ừ. Mấy trái à. Đã không? Mình nữa thâu rồi. Đó. Còn mấy cái xanh này em để dành trên cây đi ha. Khi nào mình ăn mình ra mình hái thôi. Chứ hái vô sớm chi anh hả? Còn cũng hơn cả chục trái nha các bạn. Nè, đẹp ghê chưa? Đâu thua gì ngoài tiệm ha. Tươi hơn chứ. Lớn rồi, tới giờ thu hoạch thì phải thu hoạch chứ. Nó còn lớn nữa không? Không biết. Nhưng mà cái ăn liền chưa? À, chiều nay nướng mỡ hành đi. Ở trong còn mấy trái với cắt bên đó, cắt đây với cắt bên okay, đó. Ok, nếu mà chiều nay cắt mỡ hành thì mình cắt đi. Dạ. Đó, lên. Huyền sẽ cắt cái trái cà tím này nha các bạn. Trời ơi, đã gì đâu luôn á. Ô, trời ơi, nó có gai. Có gai hả? Dạ, đây nè. Mình cắt luôn trái này ha. Ở trong nhà còn 3 trái thì cắt 2 trái bự rồi nữa là 5 trái nướng ăn đã luôn rồi đó. Ngộ anh ha, có một loại một sao mà trồng cây bên đây màu xanh, cây bên kia màu tím. Do đất không? Đất giống nhau mà, đâu khác đâu. Rồi, được một thau. Đây cũng có nữa chứ bự dữ. Đã chưa? Ồ, cái này nó cũng lớn quá rồi nè. Dạ, ngộ ôm á. Ngộ ôm, hết sảy luôn. Đây là hành đây. Đây em ngắt lá vô okay. Có gì vậy? Chiều nay mình làm mỡ hành ăn.
Thấy vậy đó nha, chứ hồi hái gom lại là cả đống luôn á. Đó, một bó luôn nè. Rồi, ok, được rồi. Wow, để chợ nhiêu đây thôi. Là đủ ăn rồi. Đi chợ nhiêu thôi ha. Đây là bông mút nha các bạn. Còn mấy cái kia để mình ăn. Ăn không? Ăn giúp không? Giúp đi. Anh cầm cái thao đó đi. Nắng lắm con ơi. Cười như trời. Làm hai cái đôi phen bông tai đeo hai cái đó được á. Wow, bữa nay mùa thu mà nó trời nó đẹp thiệt á. Quá ấm luôn các bạn ơi. Trời nóng lắm các bạn. Mình chờ mấy chén này hồi mình ăn mà chưa ăn được ha. Nó dâu còn ở dưới đất đầu nó mọc lên nó còn cứng á các bạn. Nó bộ còn cứng. Ừ, nó còn cứng á. Ồ, dâu nè, trời mấy bữa nay trời nó ấm á. Nó nóng á, bây giờ dâu nó lên lại nè. Các bạn thấy không? Nè. Đó. Dâu có lại rồi đó. Như vậy là năm nay ăn được hai lần luôn. Hai mùa. Gai nè. Các bạn coi là hồi nào giờ Huyền cũng ít thấy cái loại cà phổi nào mà nó có gai nè các bạn. Ừ. Nãy giờ Huyền với anh Hùng cứ mò vô bị đâm hoài luôn á. Ừ. Nè. Thật ra nó có gai vậy là nó còn non á anh. Vậy hả? Ờ, nó ồ. Nó mòn cái gai thì như nó mới vậy lớn. Để nó cho nó bự thêm ha. Ồ, nhưng mà tại muốn ăn là sao? Sợ nó dè thôi. Ừ. Thì hôm nay Huyền thu hoạch nè các bạn, nhiêu đây thôi ha. Còn ừ, hai cái bầu nè. Cũng nặng á. 3 ký á các bạn. Hơn á, em nghĩ còn hơn nữa. Hôm qua mình con trái kia gần 4 ký mà cũng cỡ cỡ đó đó. Đó. Ngon chứ các bạn, tươi xanh luôn. Hôm nay Huyền với anh Hùng chắc hồi đi biển nữa đó. Chắc đi biển từ nay trời ấm này. Có đợt. Thể chiều nay mình sẽ tắm nữa. Trước rồi lát về cho nó đi tắm biển. Năm nay đặc biệt thiệt á. Ha. Gần tháng 9 rồi mà trời nó y chang như mùa hè luôn. Dạ. Bữa nay nó dự báo là 25 độ. Ừ, sướng. Trời này thì mình phải ra biển mình chơi thôi à. Ừ. Wow, bữa nay rước Alex về sớm nè. Ừ. Cũng bà anh nhắc bữa nay đi biển. Dạ. Cho nên chút nó rước anh về rồi cho anh ăn chút xíu. Ừ. Đi biển ra biển mình chơi luôn. Dạ, với lại em mới thấy có chị nào Cometa chị nói cá mú làm cá một nắng ngon lắm. Ồ, vậy đó. Cảm ơn chị đây. Đã gợi ý cho Huyền nha. Ừ, bữa nào gì chút nữa làm luôn các bạn. Ừ. Vừa đi câu vừa đi tắm xuống. Hiện nãy giờ Huyền với anh Hùng đi lòng vòng ở ngoài vườn và mà nực. Các bạn ở ở nơi em thấy là hiếm khi nào mà tháng 9 mà trời được gì lắm các bạn. Hình như là năm đầu tiên. Nguyên cả tháng 8 luôn là hình như là không mưa luôn á, trời nắng như hoài luôn nè. Sắp bước qua tháng 9 rồi, hôm nay là cuối tháng này các bạn ha. Thì tuần trước bên Huyền gió dữ lắm luôn mà bắt đầu vừa bước qua hôm qua chủ nhật đúng không anh? Chủ nhật với hôm nay trời quá đẹp các bạn. Trời quá đẹp luôn. Ừ. Ước gì nó sẽ kéo dài tới tháng 10. Dạ, có thể. Như vậy là quá sướng. Năm nay mùa hè vô hơi trễ thì bắt đầu nó kéo dài các bạn. Nhưng mà em thấy mùa hè bây giờ cũng được 4-5 tháng rồi. Được chứ, nó kéo dài, hàng năm nó kéo dài ra chút xíu. Dạ, như dạ. Na Uy bây giờ cũng bớt lạnh hơn hồi bớt xưa lạnh nhiều hồi các bạn. Bớt lạnh nhiều. Hồi lúc mà... Bớt tuyết nữa. Dạ. Hồi lúc mà Huyền mới qua hả? Mười mấy năm trước á, trời nó lạnh mà tuyết nó nhiều, kinh khủng luôn. Giống như lúc em mới qua đó. Trời ơi, Huyền đi làm á các bạn biết không, lạnh mà lạnh quéo luôn. Âm mấy hơn năm nay 20 thì nó độ. Nó đổi dữ lắm, nó thay đổi rồi. Ừ. Cho nên khí hậu nó quy càng ngày nó càng tốt rồi, đẹp rồi. Đã chưa các bạn? Vừa có bầu vừa có rau rồi. Lần đầu tiên là Huyền trồng barbica này nha. Ăn thử không? À đây đây, anh ăn cái đỏ nè. Đúng rồi đây đây. À. Thật ra mấy cái trái này mình ăn sống rồi các bạn. Đúng rồi, ở đây người ta ăn sống rồi mà. Thứ bẻ mình ăn sống thôi rồi nha. Cắn luôn rồi bẻ gì anh? Cắn luôn hả? Dạ, cà bẻ ra chứ. Nãy bẻ nó dập hết á. Không, nó giòn mà. Nãy. Nè, thấy chưa? Ồ, ừ. Nó giòn rụm rồi nè. Dạ. Đó, các bạn thấy không? Đúng rồi, em với anh ăn sáng rồi. Đúng rồi, ăn tại vườn. Cái này người Na Uy, người ta ăn với bánh mì
nó lại ăn lát lát lát, nó đỡ lên, nó ăn với thịt đó các bạn. Cái này Huyền trồng ở trên cao á, ở trong chậu trong nhà kính. Nó ngọt. Huyền thích lắm luôn. Nó ngọt. Không phải ngọt gắt mà ngọt cái kiểu ngọt trái cây, ngọt rau củ các bạn. Này anh thấy anh cũng như giống trái cây á. Không có cây, không có gì hết á. Đúng rồi. Trời ngay vô khấu rồi. Nó chỉ thề chút xíu. Ngon ha. Huyền trồng trong nhà kính cho nên sạch lắm. Chùi bụi xong ăn rồi. Ngọt thiệt á. Trồng cái này ăn nè. Dạ. Thật ra cái này ăn sống nó tốt lắm. Hồi đó bên Việt Nam á, Huyền không ăn được mấy cái này. Mà cũng ít khi nào mua về ăn lắm. Mà qua đây cái bắt đầu cái ăn bánh mì của Na Uy các bạn. Cái người ta để mấy này nè. Trời ơi, ăn rau sống mà cái loại này không nhiều nữa. Ăn không ngon lắm. Ăn giống như ăn mận, ăn ổi vậy. Để quay. Giống như ăn mận, ăn ổi vậy đó, ha. Ngon. Vô. Vô. Xào thịt bò ăn là hết sảy luôn. Dạ. Ngày mai cắt cho Lát đi học, nó cũng thích ăn cái này sống á. Thì hôm nay được nhiêu nữa các bạn? Cũng nhiều chứ, Huyền nghĩ cái này cũng cỡ 2kg á. Paprika anh ha. Với cái này đây. Có ai ăn sáng mà ăn paprika không? Ăn ớt chuông. Có em với anh không? Để xào ăn. Dạ. Xào ăn là tuyệt vời lắm. Ừ. Nhưng mà anh thấy ăn nó còn non hay gì á. À phải đợi nó chín nữa nó mới ngọt nữa. À nó càng màu đỏ cái vị nó càng ngọt hơn các bạn. Nó ngọt cái kiểu rau củ á, các bạn biết không, chứ không phải ngọt mà ngọt gắt, ngọt như trái cây nè, ngọt kiểu rau củ ngon. Cái này nó còn hơi xanh mà. Để bữa nó xào anh. Dạ. Ok. Ok thì hôm nay sáng nay Huyền với anh Hùng chia sẻ với các bạn chút xíu vậy ha. Chút nữa mình ra đảo mình sẽ quay phim trước cho các bạn để coi nữa nha. Dạ. Trời nắng thì còn thấy biển hoài thôi. Dạ dạ. Thì thích gia đình nhỏ thì nhớ like nha các bạn, chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đón xem gia đình nhỏ nha. Tạm biệt các bạn tại đây. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Sau ha.